Thưa khán giả của Người Việt TV, hiện nay tôi đang đứng trong Zoom Convention Center ở số 8 Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, Sài Gòn. Ở phía sau chúng ta thấy là khoảng cỡ từ 500 đến 800 người rất là trẻ, tuổi từ 18 đến 35. Đa số họ là thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Và trong một thời gian ngắn, Tổng thống Barack Obama sẽ có mặt tại đây và sẽ có nói chuyện với những thanh thiếu niên này. Thưa quý vị, đây cái chương trình mà gọi là sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, một chương trình rất đặc biệt do Tổng thống Barack Obama khởi xướng năm 2013 với mục đích khuyến khích giới trẻ ở các nước trong khối ASEAN tham gia nhiều hơn vào công việc giáo dục, sáng kiến cũng như công tác xã hội. Đây là một cái chương trình được hiện nay là được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ. Tất cả những người này đều muốn, nếu muốn tham gia chương trình này đều phải nộp đơn, và nếu hội đủ một số điều kiện họ sẽ thường được gửi đi tham dự một số khóa học hoặc được mời đi dự một số hội nghị hoặc tham gia một số hoạt động mà do các cái tòa đại sứ hoặc là tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại địa phương họ thực hiện. Mục đích là để giúp những người này trở thành lãnh đạo trẻ trong các nước ở trong khối ASEAN. Hiện nay, theo Tòa Bạch Ốc cho biết, Việt Nam có khoảng 1.300 em nằm trong chương trình này và là nước có nhiều người ở tham gia chương trình này thứ nhì trong Đông Nam Á, nhiều nhất là Indonesia, thứ nhì tới Việt Nam. Cái chương trình sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á đó, ngoài ba cái lĩnh vực đó, nó có những cái gọi là làm sao cho giới trẻ các nước trong khối ASEAN gọi là tham gia nhiều hơn vào cái công việc mà gọi là phát triển đất nước của họ. Nhưng chúng ta biết ông Obama là một người cũng lớn lên ở tại Indonesia, một nước ở Đông Nam Á, và theo cái chính sách xoay trục của Mỹ ở Thái Bình Dương mà ông tuyên bố thì đây có thể nói là bước đầu tư lâu dài Hoa Kỳ đến với cái vùng này. Và chúng ta biết đó, theo cái thống kê Tòa Bạch Ốc đưa ra cho biết đó, 60% dân số của 10 quốc gia ASEAN là có độ tuổi từ 1 tới 35, có thể nói là một cái vùng rất là năng động và trẻ. Còn ở Việt Nam đó, cái người mà dưới 35 tuổi đó, khoảng nửa dân số Việt Nam, điều đó cho thấy là gì? Đây là một cái vùng rất quan trọng, rồi nó liên quan đến TPP trong 12 nước trong Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ. Thành ra hôm nay chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama chọn kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày bằng cách nói chuyện với giới trẻ Việt Nam. Điều đó cho thấy có thể ông muốn gửi thông điệp nào đó về tương lai Việt Nam cho giới trẻ Việt Nam. Mình không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà cái bài nói chuyện của ông Nguyễn Diễn Văn ngày hôm qua của ông ở Mỹ Đình, cũng như trước đây trong các bài diễn văn ông nói tại Hà Nội, ông đều nhấn mạnh đến giới trẻ và ông đều nói rằng đất nước Việt Nam này do người dân Việt Nam quyết định, và có thể nói là do giới trẻ Việt Nam quyết định. Thì cái chương trình mà sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á nó nhằm mục đích đó. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama vừa mới kết thúc cái buổi nói chuyện với nhóm sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Zoom Center ở tại quận 1. Có thể nói là cái bài diễn văn của ông ngày hôm nay ông chỉ nói có 10 phút thôi, nhưng mà ông dành ra khoảng 50 phút hỏi khoảng hơn một chục câu hỏi, nam nữ có, và đa số mọi người đều đặt vấn đề trong cái chuyện thứ nhất là môi trường, thứ hai vấn đề TPP, thứ ba là vấn đề buôn người, và thứ tư là nhiều người, các em đây có vẻ muốn trở thành những người như ông Obama, và họ đã đặt câu hỏi làm thế nào ông có thể trở thành người tổng thống như vậy. Đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được hôm nay. Qua cái phong cách của ông Obama ngày hôm nay, nhiều lúc tôi có cảm tưởng giống như ông đang làm cái thao hò mít đi ở Mỹ, bởi vì giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay tôi không ngờ là họ nói tiếng Anh khá là tốt, mặc dù vẫn bị accent, mặc dù vẫn bị nói broken English, nhưng mà cái cách của họ là rõ ràng là cái phong cách Mỹ. Và ông Obama cũng giỡn đùa với họ những cái joke mà cái kiểu Obama hay là bên Mỹ, nhưng mà thực sự mà nói đó, nhiều khi tôi cũng không hiểu luôn, hoặc tôi nghĩ là các em ở đây không hiểu, nhưng mà cuối cùng các em hiểu. Rõ ràng các em đang ảnh hưởng cái văn hóa của Mỹ rất nhiều. Đó là điều chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay. Và kết thúc cái chuyến thăm Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi thấy trong cái buổi này ông Obama nhắc nhiều vấn đề môi trường, và có em đã đặt vấn đề sông Mekong và vấn đề buôn người. Tôi nghĩ là tôi không thể ngờ, và ông Obama cũng nói là tôi không ngờ là ở tuổi mấy em lại chú ý môi trường nhiều hơn cái tuổi mà khi tôi còn là mấy em. Tôi cũng ghi nhận được ngày hôm nay cái cách đặt câu hỏi của sinh viên Việt Nam đây rất là đặc biệt. Có một số người họ muốn chú ý, tạo cái sự chú ý để cho ông Obama, ông chỉ, bởi vì ông muốn không biết là chỉ ai, tay nào cũng dơ lên hết, thì ông không biết là ông chỉ là ông có nam nữ. Nhưng mà một số em đã tạo ấn tượng cho Obama. Ví dụ có một em mang cái nón lá ra, mang cái nón lá được, dễ thương, rồi chính em nó tặng cho một cái áo nữa. Rồi có hai em mặc mang cái cờ Mỹ nữa, giơ lên bảo ô Mỹ, thế là ông chị. Rồi có cái cô rapper Suboy, ông nói chưa dứt lời là có giơ tay có nhảy liền, thế là bảo cô này được quá, ông mới chỉ cô này. Và đó là các cái cách mà các em hôm nay tận dụng để làm sao được Tổng thống Barack Obama chú ý và đưa ra câu hỏi. Và khi mà các em đặt câu hỏi đó,
có thể nói là các em cũng đối đáp lại được với ông đàng hoàng, không có thua gì cả, thậm chí còn giỡn với ông luôn. Ví dụ có một em còn nói là ông rất là đẹp trai, hay là có một người nữa, anh nhà làm phim bảo là không có tin là hồi xưa ông bê bối vậy, bởi vì có một số người nói ủa tại sao bây giờ ông trở thành lãnh đạo giỏi, chắc ngày xưa ông gọi là tu dữ lắm. Ông bảo không, hồi xưa tôi cũng quậy lắm á, nhưng mà tới khi mà tôi sau này tôi thành tổng thống, nhưng mà vẫn có những người không tin là ngày xưa ông quậy, bởi vì theo cái văn hóa Việt Nam nghĩ rằng ngày xưa quậy chắc không thể nào thành người tốt. Nhưng mà ông Obama ông đã đưa ra một cái quan niệm rất là mới của người Mỹ, không nhất thiết phải là mơ ước làm này làm cái kia, mà ông nói là chúng ta phải làm cái gì, muốn thành công phải có cái gọi là mơ ước về cái điều mình đang làm, chứ không phải mơ ước mình sẽ là cái gì. Và Obama đã đưa ra cái trường hợp của Bill Gates. Ông Bill Gates ngày xưa không bao giờ nghĩ ông là cái người mà tỷ phú hết, nhưng mà ông mê làm trong cái ngành đó và cuối cùng trở thành tỷ phú. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi nói chuyện của Tổng thống Barack Obama với một số thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Đối Dũng tường thuật cho người Việt từ Sài Gòn. Xin cảm ơn quý vị.